Thôi bây giờ mình qua đây mình cho được cái ghế của con bé chụp hình để mình quay ở góc cao cho các bạn. Ở góc này quay nó mới hợp lý. Bạn thấy đón giao thừa ở bên chùa Mỹ nó vui không? Nhưng mà cái này á là không phải ở chỗ nào ở bên Mỹ nó cũng có chùa. Đó là vấn đề, không phải anh chị nào ở bên Mỹ cũng ở gần cái chùa như gia đình mình hay gia đình mọi người ở đây. Có nhiều khi cái chùa nó cách nhà tới 1-2 tiếng đồng hồ lái xe, thành ra nó cũng hơi khó khăn. Chưa kể là thời tiết nó cũng không thuận lợi, đặc biệt là cái mùa đông là mùa Tết, rồi mùa bên Mỹ nó mùa đông thường hay có tuyết. Ôi mấy con lăn này bữa nay mệt mỏi quá rồi, di chuyển không nổi đó. Nhưng mà mấy em cũng đã biểu diễn cho mình coi, mình cũng phải khích lệ mấy em, ok. Quý vị nào mà không có cầm phone nó gì vỗ tay lớn lên nha. Còn người nào mà có cầm phone nó thì bỏ phone xuống vỗ tay nha. Không được. Rồi coi mấy người đó kìa. Thầy người ta chưa phát gì hết rồi lại cho cái cây lì xì của người ta lên rồi. Ok. Này là mình bắt tại nhặt luôn à. Mấy người này là mình tung lên Facebook hết. Vỗ tay. Thank you. Hai vị Happy New Year guys. Đến từ Hồng Kông, Thượng Hải. Kính chúc cho quý vị một lần nữa trước thềm năm mới Xuân Kỷ Hợi được sức khỏe dồi dào, vạn sự hạnh phúc, đắc tài, đắc lộc, okay. Đắc bình an. Thank you. Rồi cho một tràng vỗ tay nữa đi. Mình cũng chúc mấy bạn tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim nhé. Thank you. Cảm ơn. Bye bye nha. Mấy bạn nhớ subscribe cho channel của mình nhé. Hòa nhập cuộc sống Mỹ. Thank you. Sau khi